Quý vị thân mến, loại đồ uống mà các chuyên gia Nhật Bản khuyên dùng. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Từ một chuyên gia về y học cổ truyền Nhật Bản cho biết, vào mỗi buổi sáng mùa thu, nhiệt độ cơ thể xuống thấp nhất trong ngày. Uống một số đồ uống nóng vào thời điểm này rất có lợi để thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài. Thưởng thức đồ uống phù hợp vào buổi sáng không chỉ giúp bản thân thoải mái mà còn cải thiện sự trao đổi chất và giúp ích cho cơ thể, làm giảm các triệu chứng khó chịu như đau vai cổ. Loại đồ uống đầu tiên đó là trà vỏ bưởi. Bưởi là loại trái cây nổi tiếng có tác dụng giảm cân và có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Thông thường khi ăn bưởi, chúng ta sẽ bỏ hết phần vỏ bên ngoài, chỉ giữ lại muối và cũng là phần cùi bưởi để nấu chè thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì vỏ bưởi cũng chứa giá trị dinh dưỡng cao và là thần dược với nhiều bệnh. Ngoài ra, vỏ bưởi cũng là một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân lành mạnh do có chứa hợp chất có lợi như vitamin C, chất chống oxy hóa và tinh dầu. Vỏ bưởi trở thành thực phẩm thân thiện cho những ai đang trong chế độ giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Chẳng hạn, thành phần trong tinh dầu của vỏ bưởi có khả năng đốt cháy chất béo, góp phần thay đổi nồng độ insulin trong cơ thể, nhờ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm cân hiệu quả. Nhờ một số hợp chất và tinh dầu, vỏ bưởi có thể cải thiện và phòng ngừa một số tình trạng liên quan đến đường hô hấp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ như viêm họng, ho khan và gắt cổ mà không cần dùng đến các loại thuốc kháng sinh nào. Cô bác hãy thử dùng 50g vỏ bưởi thái nhỏ rồi đem phơi khô, sau đó đun sôi với 100ml nước để uống. Duy trì thói quen mỗi ngày, uống khoảng 2 lần sẽ giúp cải thiện được sự hoạt động của hệ hô hấp. Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress. Pectin tồn tại trong vỏ bưởi giúp ổn định đường huyết, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong máu cùng lượng lipid hấp thụ vào cơ thể, giúp bảo vệ thành mạch và bệnh tim cho người mắc bệnh tiểu đường. Nếu cô bác hay người thân của mình đang gặp tình trạng hôi miệng, thiếu tự tin khi giao tiếp thì hãy thử canh chăm sóc sức khỏe răng miệng bằng dung dịch nước vỏ bưởi. Chẳng hạn, đun sôi vỏ bưởi đã được phơi khô và hòa tan 1 muỗng cà phê muối rồi để nguội. Cô bác hãy xúc miệng bằng dung dịch này 2 lần một ngày để giảm bớt mùi hôi ở miệng. Hoạt chất trong tinh dầu và lượng vitamin C trong vỏ bưởi sẽ cải thiện được tình trạng hôi miệng do những đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của những hợp chất ấy. Ngoài ra thì trà vỏ bưởi còn được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng làm đẹp tự nhiên, có thể uống hoặc rửa mặt, tắm toàn thân sẽ giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa, trị mụn nhọt và làm đẹp da. Tác dụng này nhờ vào hàm lượng vitamin A cùng các chất chống oxy hóa có trong vỏ bưởi. Cô bác cần lưu ý thêm là những ai bị bệnh về đường tiêu hóa, nếu như uống nước vỏ bưởi trước bữa ăn sẽ khiến cho ruột cồn cào, khó chịu. Không nên uống quá nhiều nước trà vỏ bưởi, bởi vì uống quá nhiều nước vỏ bưởi có thể gây ức chế enzyme CYP3A4 chuyển hóa axit thành mỡ, làm tăng nguy cơ gan của bạn bị nhiễm mỡ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bác. Nhé. Loại trà thứ hai đó là trà từ bột gừng khô. Gừng là một loại gia vị phổ biến được sử dụng trong chế biến những món ăn như thịt, gia cầm, vì gừng giúp làm mềm và thêm hương vị vào món ăn. Ngoài ra, gừng cũng được sử dụng như một vị thuốc quý dành cho sức khỏe. Thông thường, cô bác đã quen với cách sử dụng gừng tươi cùng với nước nóng tạo thành thức uống giải rượu, giải cảm hay làm ấm bụng rồi, đúng không nào? Tuy nhiên, gừng bào chế thành bột gừng và pha trà thì có lẽ ít khi cô bác nghe đến, đúng không ạ? Cô bác nào đang tìm một phương pháp giảm cân thì đây thật sự là một loại đồ uống rất cần thiết. Bột gừng khô chứa các chất sinh nhiệt rất hữu ích để đốt cháy chất béo và điều trị béo phì. Dùng loại bột này để tăng tốc độ trao đổi chất thì sẽ đốt cháy được chất béo lưu trữ trong cơ thể. Điều này cũng hữu ích trong việc giảm mức cholesterol và chất béo trung tính trong cơ thể. Trong trà bột gừng có chứa những thành phần giảm viêm vô cùng hiệu quả, giúp giảm khả năng bị lây nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Các chất chống oxy hóa trong trà bột gừng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm stress. Thậm chí, hít hơi nước từ trà bột gừng cũng có thể giảm nghẹt mũi. Thay vì dùng một viên aspirin để vượt qua cơn đau đầu, hãy uống một tách trà bột gừng. Cô bác sẽ thấy tần suất đau đầu giảm xuống một cách rõ rệt. Ngay cả đối với bệnh nhân đau khớp cũng có thể giảm đau bằng bột trà gừng bởi có tính kháng viêm tự nhiên. Ngoài ra, uống trà bột gừng giúp hạ nhiệt, giảm đau, giảm ho, chống viêm, kích thích hệ tiêu hóa. Đây cũng là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất các chứng đầy hơi khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy và co giật. Nếu phải đi xa bằng xe khách hay tàu thì cô Băng cũng có thể uống một ly bột gừng giúp trị say tàu xe hiệu quả. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở bán bột gừng. Cô Băng chỉ cần tìm một cơ sở uy tín, đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ là có thể yên tâm sử dụng cô Băng nhé. Và tiếp theo đó là trà bột quế. Ở Việt Nam mình thì thường ít khi sử dụng trà bột quế. Có chăng là cô bác chế biến một số món nướng hay một số món hầm thôi đúng không ạ? Ngược lại thì ở các nước bên Tây lại rất ưa chuộng quế. Họ dùng bột quế vào các món ăn hàng ngày và cả các đồ uống tráng miệng. Quế thì mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khác nhau, nhưng không phải ai cũng biết. Chẳng vì vậy mà người ta ca tụng quế như một thần dược và nằm trong tứ dược quý giá sâm, nhung, quế phụ. Quế luôn chiếm được lòng tin và sự yêu thích của nhiều người. Tuy trải qua quá trình sai nhuyễn, nhưng các bác cứ yên tâm là bột quế vẫn đảm bảo những tác dụng vốn có của nó. Và nó được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, từ việc chế biến thức ăn đến dược phẩm và là sản phẩm giúp cải thiện sắc đẹp. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng quế có thể kích thích tuần hoàn sinh lý và tăng máu tốc độ chuyển hóa đường gấp 20 lần. Một thìa bột quế pha nước ấm uống vào buổi sáng có thể làm giảm lượng đường trong máu, chất béo trung tính và cholesterol toàn phần, đồng thời đạt được hiệu quả giảm béo. Ngoài ra, chiết xuất từ quế có thể làm giảm các nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim, đồng thời giúp não bộ hoạt động tốt hơn. Ngoài tác dụng điều trị bệnh, quế còn là dược liệu quý, làm giảm béo, đẹp da và điều trị mụn. Cô Bác có thể dùng bột quế kết hợp chung với mật ong làm mặt nạ, cải thiện nhan sắc, cũng như ngăn chặn và chữa trị một số trường hợp có tác động đến ngoại hình của con người trong điều kiện ảnh hưởng của sự phát triển xã hội hiện nay. Trong bột quế có thành phần chính là cinnamaldehyde, có khả năng chống nhiễm trùng hiệu quả. Ngoài ra, bột quế chứa tinh dầu cũng có tác dụng điều trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do nấm gây ra. Đồng thời, uống cốc trà bột quế mỗi sáng sẽ giúp răng chắc khỏe, tránh tình trạng sâu răng hay bị hôi miệng. Nếu không tìm mua được bột quế tại các cửa hàng thuốc nam hay đồ khô, cô bác có thể mua về và tự làm thành bột. Cách làm cũng tương đối đơn giản. Cô bác chú ý là mình nên đựng bột trong hũ thủy tinh, đóng chặt nắp và để ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Cô bác có thể thêm một gói hút ẩm đặt vào trong hũ đựng bột quế để giảm thiểu tối đa tình trạng bột quế bị ẩm gây vón cục hay bị mốc nhắc. Cô bác có thể bảo quản bột quế trong ngăn mát tủ lạnh đến 6 tháng. Nếu bột bị vón cục, cô bác hãy cho lên chảo rang cho bột được mịn trở lại. Khi sử dụng bột quế, cô bác chỉ nên dùng với một lượng vừa đủ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, cô bác không được sử dụng quá 3 muỗng cà phê bột quế trong ngày. Nếu đang trong giai đoạn điều trị bệnh, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, tránh sử dụng cho những trường hợp dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong bột quế. Dù thời tiết bắt đầu lập thu, dù hầu hết các khu vực vẫn còn trong cái nắng như thiêu đốt, nhiệt độ và độ ẩm sẽ giảm dần, kéo theo đó là mùa thu hanh khô. Tình trạng này sẽ dễ dẫn đến suy kiệt âm khí, dẫn đến khô họng, khô mũi, khô da. Đó là lý do vì sao mà khoảng thời gian sau mùa này, cô bác sẽ thấy khó chịu, dễ bị ốm hay bị cảm. Vì vậy, cô bác nên ăn nhiều các thực phẩm có thể dưỡng âm, làm ẩm, giảm hỏa. Dưới đây là 4 loại thực phẩm sinh trưởng dưới nước thuộc thực vật thủy sinh, không chỉ có vị thanh mát mà còn có công năng đặc biệt dưỡng âm hiệu quả. Loại củ đầu tiên vô cùng quen thuộc là củ ấu. Củ ấu có màu xanh thẫm, đỏ tím. Sau khi luộc chín, quả có mùi thơm nhẹ, đập vỏ ra, bên trong là thịt trắng bở. Củ ấu có thể ăn sống và chín. Củ ấu được mệnh danh là nhân sâm dành cho người nghèo, bởi vì trông có vẻ xấu xí nhưng vỏ và thịt lại chứa những thành phần chữa bệnh rất tốt. Theo Đông y, loại củ này có vị ngọt tính mát, giúp chữa các bệnh dạ dày, cảm sốt, nhức đầu, thanh nhiệt, thải độc, lợi tiểu. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc say rượu, trừ rôm sảy. Trái ấu già có tác dụng kiện tỳ bổ khí, dùng cho trường hợp tỳ hư, tiết tà, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nương củ ấu sống có thể làm dịu cơn khát, trong khi củ luộc chín mới ăn có thể tăng cường sức khỏe lá lách. Nếu có bạn ăn quá nhiều dầu mỡ, hãy ăn thêm củ ấu, nó có thể giúp thanh hòa, khử khô, đặc biệt thích hợp với những người khó tiêu, ăn nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, lượng iốt có trong củ ấu có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuyến giáp và bệnh bướu cổ. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B và vitamin C có trong chúng giúp cải thiện và tăng cường sức đề kháng. Củ ấu còn có công dụng trị say rượu, giải độc rượu cho người say xỉn, đồng thời trị các chứng bệnh về đau đầu, cảm sốt hay ăn uống khó tiêu rất hiệu quả. Loại thực phẩm thứ hai đó là củ mã thầy. Củ mã thầy có bề ngoài đen xì, nhiều rễ bám quanh thân quả, thế nên khi đi chợ, nhiều cô bác sẽ không chọn loại củ này để mua về. Thế nhưng đừng vì ngoại hình mà bỏ qua thần dược này cô bác nhé, bởi vì đây là thần dược quý. Chỉ cần bóc lớp lông đen bên ngoài sẽ lộ ra quả thịt trắng như tuyết bên trong. Y học Trung Quốc cho rằng củ mã thầy có vị ngọt, đi vào kinh mạch phổi. Đối với những người bị ho thường xuyên, dung tích phổi thấp thì nên ăn củ mã thầy. Củ này có tác dụng làm ẩm phổi, trong khi chất xơ thô trong củ có thể giúp bài tiết đường tiêu hóa và có tác dụng tích cực đối với chứng táo bón do dạ dày gây ra. Củ này còn có công dụng thanh nhiệt, giải độc, thông dạ dày, là thực phẩm giải cảm hanh khô vào mùa thu. Củ mã thầy thường dùng để nấu chè, nấu canh với thịt gà, vịt cũng đều ngon. Khi dùng mã thầy, cô bác lưu ý là người tỳ thận hư hàn, trẻ em hay đái dầm không được dùng loại củ này. Thêm vào đó, vì mọc trong bùn, vỏ ngoài củ mã thầy dễ bị ấu trùng sán lá bám vào nên nguy cơ nhiễm sán rất cao. Đòi hỏi cô bác phải rửa thật sạch và chần qua nước sôi rồi mới gọt ăn. Thứ ba đó là củ sen. Củ sen được chia thành củ sen 7 lỗ và củ sen 9 lỗ. Củ sen 7 lỗ thích hợp làm canh. Loại củ này ít nước, hàm lượng tinh bột cao, giúp món ăn có độ dẻo và thơm ngon. Ngược lại, củ sen 9 lỗ có hàm lượng nước cao, vị giòn, rất thích hợp để xào, trộn gỏi. Theo quan điểm y học Trung Quốc, củ sen là một biện pháp tốt nhất để thanh lọc chất độc trong cơ thể. Củ sen rất tốt cho sức khỏe. Người trung niên và người dạ dày không tốt có thể ăn loại này, do củ sen có tác dụng bổ tỳ vị, bồi bổ dạ dày. Người kém ăn có thể dùng củ sen xào với rau cần tây hoặc xay thành tinh bột, rất phù hợp với những người có nhu động đường tiêu hóa kém. Người bị bệnh tiểu đường khi ăn củ sen nên chọn củ giòn, có ít tinh bột hơn so với củ sen 7 lỗ. Người Hàn Quốc coi củ sen là nhân sâm dưới nước và sử dụng nó trong các bữa ăn. Họ còn sử dụng củ sen khô làm trà, uống tốt cho đường hô hấp, giúp lọc máu, dễ ngủ. Đối với người Ấn Độ, củ sen là một loại củ, một món ăn thiêng liêng vì nó tự lại 3 yếu tố: đất, nước và không khí. Họ cho rằng củ sen rất tốt trong điều trị huyết áp và cầm máu, thiếu máu do dòng kinh, bảo vệ tim, điều hòa nhiệt độ cơ thể và loại bỏ chất nhầy. Cô bác lưu ý là do củ sen có chứa hàm lượng tinh bột cao, ăn nhiều sẽ làm tăng lượng insulin, không tốt cho các bệnh nhân mắc tiểu đường. Những cô bác đang gặp tình trạng viêm loét đại tràng, chướng bụng, ăn không tiêu sẽ trở nên nặng hơn nếu ăn củ sen. Củ sen sống dễ bị các ấu trùng ký sinh và gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, cần hạn chế tối đa việc sử dụng củ sen dạng ống và chế biến thật kỹ củ sen trước khi nấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.